Xin chào bà con, thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con cái clip về những hình ảnh mà một dàn kênh dây nó bị sập. Thì qua clip này thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục mà quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì một lượt đăng ký của bà con thì nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để mình làm những video tiếp theo. Thì cái việc đăng ký kênh thì rất là dễ, bà con nhấn vào chữ đăng ký nó sẽ hiện ra chữ tạo tài khoản. Bà con tạo tài khoản và nhấn vào đăng ký là xong. Thì dưới đây là những hình ảnh mà dàn kênh dây bị sập. Thì mình khuyên với bà con rằng á, thì sau này nếu mà ai có dự kiến mà làm á, thì chúng ta nên làm kiên cố bằng một số trụ bê tông ở hàng bì và hàng cách nhau 5m á. Như mình đã hướng dẫn ở clip trước là kỹ thuật làm dàn kênh dây á, ở một sào thì 41 trụ bê tông và 17 trụ tre. Thì bà con cứ làm đó là những trụ chính, còn trụ nhỏ thì chúng ta chống vào những cái trụ mà nửa mét nửa mét. Thì với hình ảnh này á, thì bà con vô lòng xem những hình ảnh, 10 hình ảnh chính về dàn kênh dây nó bị sập. Thì cái việc kênh dây sập á, thì chúng ta rất khắc phục rất là khó. Nên với clip này á, thì bà con xem và để rút cho mình một cái kinh nghiệm sau này làm dàn cho nó chắc chắn và bền vững hơn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì kênh sẽ luôn luôn cập nhật và ra những video về nông nghiệp để giúp cho bà con có những kiến thức và những kinh nghiệm từ những cái nông dân đã làm, mà mình sẽ có những kinh nghiệm tốt hơn. Xin cảm ơn bà con.